Tường Linh xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Giao hưởng thính phòng của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản giao hưởng số 8 của nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven còn được gọi là bản giao hưởng nhỏ. Bởi lẽ, bản giao hưởng được sáng tác vào quãng nghỉ của Beethoven trước khi ông dồn sức cho giao hưởng số 9 kỳ vĩ. Với những âm hưởng mang đầy màu sắc của tâm hồn, con người, sự trong sáng, vẻ đẹp thánh thiện được thể hiện qua những nốt nhạc kỳ diệu của Beethoven. Tuy giao hưởng số 8 đứng tách ra hơi xa với tuyến chủ yếu của nhà giao hưởng Beethoven, thế nhưng ông đã khiến nó trở nên gần gũi hơn với kỹ xảo sử dụng lối sáng tác thịnh hành từ giai đoạn trước đó, mang nhiều phong cách của Haydn, trong sáng, rõ ràng và cân đối. Bản giao hưởng số 8 là sự nhẹ nhàng, mặc dù không quá nhẹ, và ở nhiều đoạn còn là sự vui vẻ, ồn ào. Tác phẩm được viết vào mùa hè năm 1812, ngay sau khi bản giao hưởng số 7 được hoàn thành. Tác phẩm là nét đẹp, hồn nhiên, lãng mạn, trong đó xen lẫn, hài hước vốn có trong cả tình âm nhạc của Beethoven. Nhưng được bộc lộ kinh nghiệm tới nỗi, nó trở nên duyên dáng, lộng lẫy mà lại đơn giản và bình dị. Tchaikovsky từng ca ngợi rằng, chương cuối cùng đầy những tương phản hài hước, những chuyển biến đột ngột, sự phóng khoáng, say đắm, mãi mãi là một mẫu mực tuyệt vời có 102 của âm nhạc giao hưởng. Ngay sau đây, Tường Linh trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.